Good morning các bạn ơi. Cái môi vẫn còn bị rát. Mình đi qua bên nhà thăm mẹ già thì thấy cái sensor nó báo cho biết là cái bánh xe nó bị sẹp. Để mình coi thử coi có nó có bị đinh không nha. Đây nó nổi cái đèn báo lên là mình thấy ba cái bánh thì cái bánh này nó mềm nhất nè, mà không biết có thể tại vì nó xì hơi qua cái van hay là nó bị cái đinh. Để mình ra mình coi. Tắt máy đi. Hôm nay trời đẹp, nắng đẹp, mùa xuân đã đến rồi. Đây, nó để bánh bên mép bánh bên kia. Mình nhìn thử coi. À, có cái đinh ở đây. Giá bánh xe thì ngày xưa mình làm cũng rất là dễ, chỉ tháo nó ra xong rồi cái lấy cái đồ của nó mình chùi nó xong rồi mình nhét cái miếng keo vô là nó xong rồi mình bơm lại thôi. Hồi giờ tay yếu chân mềm không biết làm nổi không. Hồi lần cuối cùng mình làm đó cũng 5-6 năm về trước, cái xe cũ. Anyway, thôi vô thăm bây giờ vài tiếng rồi tính sao. Nhiều người có cái đinh vậy nó cứ bơm lên chạy qua, chạy miết thôi. Còn cái đinh trong đó là nó không có xì, bây giờ chắc để mình mai làm đi. Bữa nay bà chị lo công chuyện đi về trễ quá, mình đi mua đồ ăn về lười biếng quá. Mai phải đi mua cái đồ giá này về. Bữa nay trời nắng lên, nắng đẹp quá ha. Mà sao ấy mệt mỏi trong người quá. Hôm nay nó chán chán bùng bùng sao. Tiền thì bị kẹt vốn hết. Ê. Mình xin cái thẻ căn cước cựu chiến binh, nó gửi về thì lại lấy nó dùng cái tên cũ của mình nên giờ phải thay đổi lại. Mình cứ lên website mình đổi không được, hoài không được, nó cứ không cho mình log on hoài, nó cứ bảo là nhức cái đầu. Mình cứ lười biếng, lúc trước mình làm thẻ căn cước không xong á, chờ đến cả năm trời mới làm xong rồi thì giờ lại bị sai tên, giờ lại sửa lại là mất công quá chừng lớn đất luôn. Phải gọi nghe, chắc phải gọi telephone mà không có cái hứng để mà gọi nó, thôi dẹp qua bên luôn. But anyway, trời hôm nay nhiệt độ lên cũng khá cao, xe thì bị đâm đinh. Và cái bánh xe sao giờ thấy cái pressure nó lên cao lên lại rồi. Trời nắng nóng á, sáng này trời lạnh nó xuống có 27 PSI. Bây giờ nó lên 31 bằng với ba cái bánh kia mà sao nó vẫn còn để là warning. Nghĩa là nó cũng còn cái đèn warning cho mình là cái xe bị lủng. Cái bánh xe bị lủng. Mà cái pressure nó đã lên bằng cái ba cái bánh xe kia, ngộ quá. Tại vì cái đinh nó bị đâm vô rồi nó dính ở trong luôn. Vậy là cái sensor nó không phải dùng cái áp lực mà nó dùng cái, chắc nó có cái connection hay gì không biết nữa. Hay là cái đinh nó dài dữ, nó đâm tuốt cho tới. Mình thấy cái đinh nhỏ xíu mà, mình đâu biết. Anyway, bữa nay mệt mỏi quá, thấy nó không có bị sẹp thôi, để mai hy vọng về sớm. Giờ này là 2 giờ chiều rồi, không còn năng lực nữa. Thì chị bữa nay phải chở thằng em đi bác sĩ rồi lung tung beng, thì cuối cùng về trễ. Bắt đầu nắng ấm lại rồi, mình định lấy cái hộp ớt ra ngâm nặng gieo lại, trồng lại cái hộp ớt. Cái ớt mình chết hết rồi, trồng bữa đó mình, năm ngoái mình gieo hồi tháng
tháng 7 là hơi sai lầm, tại vì tới lúc nó mọc lên cái cây, cái mùa đông nó lạnh quá chết hết rồi. Giờ mình phải gieo, bây giờ thì đến qua mùa hè nó lên cao rồi, cái nó chịu đựng nổi cái độ lạnh, hoặc là mình phải che kỹ lại, dùng cái bao ni lông chụp nó lại rồi cày lên cũng tốt quá trời, chết uổng nghe sợ. Đến lúc nó một cả tuần ngoài trời lạnh chịu không nổi, mình đem vô nhà nó cũng không chịu nổi chết. Có cái ớt này, cái loại ớt khác lại của thằng cháu nó trồng, cái ớt nó cay lắm, màu vàng. Đó, có cái anh bạn anh trồng cái ớt chữa thiên gì đó mà nó cay kinh khủng luôn. Nó cay mà nó cay thơm á, màu tím tím, trời ơi ăn nó không. Cái ớt đó thì phải cắt dầm dầm ra nhỏ nhỏ để chấm chấm vậy thôi, chứ còn mà mình cắn cái kiểu như là cắn trái ớt không nếm nổi đâu. Hiện tại bây giờ đang trong xe đang nóng được cái chứ, ở ngoài nhiệt độ lên 65 độ, 65 độ là mát, nhưng mà trong xe thấy nóng. Mùa hè nó lên tới cả 100 độ, mùa xuân thì khoảng chừng 60-70-75 là thấy dễ chịu lắm, lên tới 80 là bắt đầu thấy hơi đực đực rồi. 80 độ là nhiêu của độ C ta, chắc khoảng 27-28 độ C. Hôm nay sao mà lười biếng quá rồi, thôi chắc không có tập thể dục. Cái nồi thịt kho của chị cho ăn hết rồi, bây giờ có đống heo quay mình thảy vô, mình không biết kho làm sao, mình cứ xịt nước tương vô rồi cái bỏ nước dừa, nước coconut juice đó, rồi cái mình bỏ tí muối, tí đường, nước mắm, ố lộn, nước tương chứ, kho lên mà chưa có ăn nguyên nồi, cũng mình ăn chắc chát quá, ăn không hết rồi, chắc ăn chừng nửa nồi bỏ ớm rồi. Kho luộc thêm trứng vịt thảy vô ha, miễn quá trời đó. Chút nữa là rảnh nằm nghỉ chút rồi chắc là nấu nồi cơm gạo lứt cho tối ăn, quên đi mua chợ mua dưa leo rồi. Mai sáng sớm đi chợ một cái trước khi đến nhà thăm mẹ già cho nó. Trời nắng lắm, bà con đi tập thể dục ở ngoài đường đạp xe đạp thì quá chừng với đất, mình thì muốn đi ngủ chán gì. Bà con ngoài đường đi bộ quá chừng nắng ấm lên á. Yeah, không chừng đáng lẽ cố gắng đi bộ một chút chứ. Anyway, nhiều khi cái cục lười nó nổi lên nó chịu không nổi ngủ. Nhất là tối hôm qua sao tự nhiên thức 4 giờ không ngủ được, thức đúng người ta nói hồi xưa tuổi già nó hay thức sớm không ngủ được á, mình hay có cái tật đó, nhiều khi thức 3 giờ sáng luôn, cái nằm đó mở mắt của cái cháu cháu ngủ lại cũng được, kỳ cục. Còn nhiều người thì ngủ mà ngủ không thức nổi lắm, 7-8 giờ sáng kêu hoài không thức. Trong lính là đúng giờ đúng giấc nhất. Họ nhớ rồi, như là 6 giờ sáng đèn tán 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 là thức dậy rồi, 2 tiếng đồng hồ chuẩn bị lầy họ đang 8 giờ là tập hợp đi làm, 5 giờ chiều được giải tán đi về tắm rửa đi ra phố chơi, đời lính vui vô tư, đó không có chiến tranh. Thời lính là chiến tranh lúc đó khổ chết.
mình ở lại trong lính không biết làm sao ta. Một là lên tới thượng sĩ già, hai là chắc chết queo ở đâu bên Iraq. Lính bên Mỹ này là đi chết, đi đánh là làm dân nghèo làm lính, dân nhà giàu làm quan, làm tổng thống, đi đánh sĩ ở đâu, đi đánh giặc ở đó. Sáng nay nhận được cái thơ nói là nó gửi cho mình 4 cái que đặng thử Covid, mà mình thấy mình cũng hồi đó giờ thấy không có bị triệu chứng nên không cần, mình với lại mình cũng không có tiếp xúc với ai, chỉ có đi chợ, đi đổ xăng chợ, giờ đi đâu mình cũng cẩn thận, về nhà là rửa tay liền, chắc cũng không cần thiết nhưng mà để đó đề phòng thôi. Có cái tật hay ngứa mũi, lấy cái tay cứ quẹt quẹt lên mặt đó là mình. Anyway, thôi mình tạm chào hôm nay, không biết có gì chưa chia sẻ, chắc tối rảnh rỗi đọc comment cho các bạn xem. Bye bye. Hôm nay chắc phải sửa cái bánh xe. Hôm qua về làm biến quá. Anyway, trên đường đi thăm mẹ già vài tiếng, chắc phải chắc chắn là đi về mua đồ ăn cho con, là phải đi mua cái phụ tùng.